Xin chào bác, chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Và hôm nay thì bên em lại tiếp tục làm về dòng JBL S8 Plus. Hôm trước bên em đã giới thiệu các bác anh em với phiên bản mới của JBL rồi, dòng S8 Plus cho anh em. Và cũng có rất nhiều các bác thắc mắc và yêu cầu bên em cùng về làm về chi tiết hơn và cách hướng dẫn sử dụng của mẫu sản phẩm JBL S8 Plus như thế nào. Hôm nay thì tiện đây em cũng làm ngay một video ngắn thôi để gửi đến cho các bác anh em khách hàng, để hướng dẫn cho các bác về cách căn chỉnh này, cách sử dụng này, cách kết nối nhạc lấy tín hiệu và cách kết nối với âm ly cục đẩy khi chúng ta nhận hàng với S8 Plus bên cả Tùng Audio. Đầu tiên thì về giao diện JBL S8 Plus sẽ có phiên bản hình thức màu đen các bác nhé. Với mẫu này thì cũng tương tự với những mẫu sản phẩm trước đây bên Tùng đã từng review cho anh em rồi. Và ngoài ra thì cách hướng dẫn sử dụng con này thì như thế nào? Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm cũng như là hướng dẫn cho các bác về cách căn chỉnh của dòng JBL S8 Plus các bác nhé. Với mặt màn hình ở đây các bác nhìn này, đây cái mặt màn hình này thì nó sẽ hiển thị đầy đủ các phần thông số cơ bản chi tiết, âm lượng tổng mic này, effect này, nhạc này và âm lượng tổng sub được các bác nhá. Có nút input ở đây, cái nút này thì nó sẽ dùng để các bác và em lấy tín hiệu chuyển đổi các đường tín hiệu nhạc. Nếu như các bác và em sử dụng lấy tín hiệu nhạc bằng dây trắng đỏ đấy, thường thường thì em thấy là các bác và em sử dụng cái tín hiệu dây trắng đỏ như thế này để chúng ta ghép nối với lại âm ly, chúng ta lấy tín hiệu từ tivi xuống đúng không ạ? Thì các bác lưu ý chú em, các bác ghép vào mặt sau của mẫu sản phẩm và cơ lê số S8 Plus các bác nhé, ghép vào cái đường AUX1 hoặc là AUX2 này, nó có ký hiệu sẵn rồi. Và đồng thời các bác nhớ chuyển giúp em nhé, ở input ở mặt trước này, ở đây thì nó đang hiện là chế độ quad serial, nhưng mà nếu như các bác đang cắm vào AUX1 thì chúng ta phải chuyển đúng sang cái đường AUX1 các bác nhé. Đây, chuyển sang AUX1, trên mặt màn hình nó sẽ chuyển hiển thị là AUX1. Nhấn cho em input để chúng ta chuyển các cái cổng, có rất nhiều cổng. AUX2 này, có cổng Bluetooth này, có cổng quang này, OPT này đấy, và có cổng quasia. Và thông thường anh em sẽ lấy đúng đường tín hiệu để chúng ta lấy được nhạc cấp xuống nhá, rất là đơn giản thôi. Ok, và ba phím volume này dùng để làm gì ạ? Có âm lượng tổng của mic này, âm lượng tổng của echo effect này, âm lượng tổng của nhạc này, các bác thao tác giúp em và vặn theo mũi kim đồng hồ nhé để chúng ta chỉnh. Khi chúng ta vặn ấy thì ở trên mặt màn hình nó cũng chuyển ngay đấy, nó sẽ chuyển sang chế độ số để các bác và em thao tác dễ dàng hơn. Ok chưa? Còn cái điểm quan trọng nhất khi chúng ta sử dụng JBL S8 Plus thì đương nhiên rồi là các cái phần thông số chức năng nó sẽ nằm ở góc tay phải mình các bác anh em đây, và có vô vàn các tính năng nhé, từ echo này, reverb này, effect EQ này, cắt giải của mic này, cắt giải của nhạc này và cắt giải của sub nữa. Và em sẽ hướng dẫn cho các bác anh em cách sử dụng. Ở đây thì phần echo ấy là cái phần quan trọng để các bác em có thể hát echo vang nhẹ mượt mà, thì chúng ta chỉnh ba phím này nhé, bao gồm delay này, hai cổng delay, cổng L cổng R đấy, tương với hai loa, loa trái loa phải này, và có phần cắt tần số cao của echo các nhá. Nếu như anh em để sử dụng hai phím delay thì chúng ta nhớ cho em hai phím này sẽ sử dụng chế độ echo vang nhại nhanh chậm đấy, các bác mình em muốn nhanh hay chậm thì các bác mình em căn chỉnh cho em phím delay. Thông thường thì em sẽ để ở khoảng trên 12 giờ một chút để tiếng echo nó ra nó vừa có độ vang nhại tốt và vừa có độ nhanh chậm ổn định các bác nhá. Và tiếp theo đó là chế độ echo cắt tần số cao. Cái chế độ này thì phần lớn anh em sử dụng vang số thì chúng ta mới biết được cái định nghĩa của cắt tần số cao như thế nào. Nếu các bạn anh em cứ hiểu là cái echo cắt tần số cao này ở trên vang S8 Plus nó như là cái tính năng chế độ echo vang nhại lặp nhiều lặp ít ấy. Các bác muốn cái tiếng echo của bác, cái tiếng alo của bác lặp nhiều hay lặp ít, chúng ta sử dụng vặn theo mũi kim đồng hồ giúp em. Càng nhiều thì chúng ta vặn về bên tay phải nhé. Trên mặt màn hình nó cũng sẽ hiển thị ngay. Đấy, thông thường thì anh em sẽ để ở khoảng tầm 19 nhé, 18, 19. Đấy, chế độ echo là rất là hợp lý rồi. Đấy, để anh em nhớ để cho em cái chế độ echo cắt tần số ở tầm 18, 19. Trên này nó sẽ hiển thị hết các cái phần chế độ bằng số thôi các bạn. Và tiếp theo đó là tính năng reverb. Đấy, một vài anh em là rất thích tính năng này, và tính năng này sẽ phục vụ cho những các bác nào, anh em nào ấy có chất giọng tốt, chúng ta muốn thể hiện giọng hát nhiều hơn thì chúng ta sử dụng thêm tính năng reverb. Còn nếu như những anh em mà thấy chất giọng của mình không được tốt lắm, chúng ta hát echo là được rồi, không cần quá sử dụng quá nhiều đến tính năng reverb, bởi cái tính năng reverb này nó sẽ bộc lộ cái chất giọng tốt nhất của các anh em lên. Đấy, đây là tính năng reverb sẽ dành cho những anh em nào chơi hát tốt này. Chúng ta sẽ để ở trong khoảng múi giờ. Đầu tiên là reverb time thì em sẽ để ở múi giờ không gian đấy, reverb không gian nếu tùy theo cái diện tích gia đình các bạn anh em. Thông thường thì diện tích trong khoảng tầm 25-30 mét quay đầu vậy, chúng ta để ở chế độ là 12 giờ nhé. Còn nếu như anh em chơi ngoài trời xa hơn nữa thì chúng ta để càng nhiều lên. Đấy là anh em sử dụng tính năng reverb. Còn reverb âm lượng tổng thì em cho khoảng tầm múi giờ 10 giờ thôi. Đấy, khoảng tầm số 7, số 8 này, trên mặt màn hình nó cũng có hiển thị luôn các nhé. Đấy, và tiếp theo là giải cắt tần số của effect EQ này. Có phần bát chép, cái phần này thì anh em alo tiếng mic thấy tiếng mic dày echo ấy, thì tiếng echo nó dày hay là nó nhẹ hay là mỏng ấy, thì các bác em căn chỉnh giúp em phần bát, phần chép.
ở dưới này cũng vậy các bác nhá, có giải bát mic chép của phần mic này, bát mic chép của phần nhạc này. Cái này thì phụ thuộc vào cái phần mic và phần loa của bác anh em đang sử dụng nữa, thì chúng ta có thể căn chỉnh giống như việc các bác anh em căn chỉnh cái âm ly vậy, rất là dễ dàng. Ở đây có chế độ cắt súp và âm lượng tổng của súp này. Chế độ cắt súp thì anh em nào sử dụng với súp thì chúng ta để trong khoảng tầm múi giờ 10 giờ 11 giờ, chế độ 110, và âm lượng tổng súp thì tùy thuộc anh em nghe súp như thế nào chúng ta để nhá. Ok, và em cũng đã hướng dẫn rất là cụ thể cho các bác anh em cách căn chỉnh và sử dụng JBL S8 Plus rồi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác anh em cách ghép nối một con vang cơ lai số S8 Plus với âm ly với cục đẩy các bác nhá. Thì trước khi ghép nối thì em hướng dẫn cho bác cũng như là cho bác xem này, phần kết nối mặt sau này. Ở mặt sau của JBL S8 ấy có các đường kết nối như là cổng sub out này, cổng R output, L output. Thông thường anh em sẽ sử dụng hai cổng này để ra ghép nối với âm ly cục đẩy nhá. Có thêm đường dây hoa sen nữa các bạn. Và ở đây thì là sẽ là đường lấy tín hiệu, cổng quad out này, cổng quang này, anten bluetooth này, đường dây tín hiệu trắng đỏ mặt sau này, và có hai cổng mic AB. Ok, và mẫu này thì đã có điều khiển remote cho anh em, nhớ cho em nhé, để chúng ta thao tác đơn giản hơn. Bây giờ em sẽ cùng các bác và anh em hướng dẫn cho các bác chúng ta sử dụng kết nối với lại âm ly hoặc là kết nối với cục đẩy. Ở đây thì em đang có hai thiết bị, đó là cục đẩy này và âm ly này. Khi các bác về em mua hàng tại cửa hàng Tùng Audio thì sao ạ? JBL S8 Plus bên em đang có giá khuyến mại đặc biệt nhất cho các bác rồi, 1.350.000 đồng tặng dây rắc và miễn phí ship. Thế nên là khi các bác mua hàng ấy, khi các bác và anh em muốn ghép nối với cục đẩy, các bác chỉ cần báo với em thôi, em tặng cho bác và anh em đôi dây ghép nối cục đẩy. Và ghép nối như thế nào? Anh em nhớ giúp em, hai cổng RL chúng ta luôn luôn phải sử dụng rồi. Thì các bác và em ghép cho em cái đầu ca lông cái như thế này, có ba cái lỗ này, các bác nhìn này. Đấy, bác ghép cho em. Và cái đầu ca lông đực thì nó có ba chạm ở phía trong nhé các bác nhé. Đầu ca lông đực anh em ghép vào đường input của cục đẩy các bác nhé. Cục đẩy nó sẽ có ghi ký hiệu là input CSA hoặc CB hoặc là CS1, CS2 như ở đây. Đấy, em ghép như này. Ok, đấy, rất đơn giản thôi. Còn đường tín hiệu thì các bác cũng có thể lấy được rất nhiều đường. Các bác có thể lấy đường AUX này đấy, các bác có thể lấy đường cổng quang, đường anten Bluetooth. Tùy thuộc vào cái cách thức lấy tín hiệu các bác nhớ chuyển tổng input giúp em. Ok, và em hướng dẫn cho các bác anh em cách kết nối với cục đẩy rồi. Rất đơn giản, cục đẩy chắc là cách kết nối đơn giản nhất. Còn với âm ly sao ạ? Âm ly thì nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà cũng không sao cả. Với em thì khi mà em hướng dẫn cho các bác thì em cũng khá là dễ sử dụng thôi. Vẫn lưu ý cho em là đường ca lông chúng ta ghép vào cổng R, cổng L output của vang nhá. Và tiếp theo đó là ở âm ly ấy, thì anh em để ý giúp em, ở mặt sau của âm ly thường thường nó sẽ có các ký hiệu như là music này, AB này, đường input AB này. Đấy, để các bác anh em ghép nối. Nhớ ghép cho em. Ở đây thì nó là cái cổng cầu chữ U, anh em lưu ý đừng tháo, đừng rút ra nhé. Một vài anh em mà rút ra là sai đấy các bạn. Anh em nhớ cho em là chúng ta sẽ sử dụng lấy hai cái đầu hoa sen của lại, chúng ta cắm vào cái cổng A hoặc cổng B ở đây. Đấy, nhớ lấy cho em cổng A hoặc cổng B như thế này. Cắm song song nhé. Anh em lấy cổng A thì chúng ta chuyển đúng cái đầu ở mặt trước của âm ly sang cổng A. Và anh em lấy cổng B thì qua thì em cũng cắm như vậy. Rất đơn giản thôi. Còn nhớ cho em là phải lấy đường tín hiệu nhé. Nhớ phải lấy đường tín hiệu ở trên vang. Khi mà các bác em rút từ âm ly ra rồi thì nhớ cắm lại vào vang cho em đường AUX1, AUX2. Đấy, rất đơn giản và dễ dàng sử dụng. Anh em nào còn ý kiến đóng góp gì, cứ thắc mắc gì hãy cứ để lại phần bình luận phía dưới video giúp em nhá. Ok, và quay trở lại với video ngày hôm nay với dòng JBL S8 Plus. Cái mẫu này ấy, thì đang có giá khuyến mại là 1.350.000 đồng bao ship tặng dây jack cho các bạn anh em. Thử luôn khi em vừa cùng với các bác đã căn chỉnh JBL S8 Plus rồi, bây giờ em sẽ test lại một lần nữa nhé. 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 2 5 6 7 8 9 10. Ok, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Echo vang nhại rất là hợp lý rồi. Vừa mượt mà này, kết hợp với khả năng trùng hú cao và tính năng reverb sắc nét nữa. Và đây là một trong những mẫu sản phẩm đáng chơi nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Nếu như anh em nào đang cần mua JBL S8 Plus thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên Tùng 0979629336 để đặt hàng ngay với mẫu sản phẩm vang cơ lai số thế hệ mới của JBL nhé. Và video của em xin dừng lại tại đây. Là tất cả bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.